Mời các em giới thiệu về mình. Dạ, em là Trần Minh Quang. Dạ, năm nay 37 tuổi, giám đốc công ty giải trí DMC Sài Gòn, có làm thêm mảng bất động sản. Quang là một DJ rất là nổi tiếng. Dạ, thì em làm DJ khoảng được 15 năm rồi. Nhưng mà em sẽ hạn chế lại là không nhận nhiều quá để em dành thời gian em đầu tư. Rồi, mời em. Dạ, chào chị Vân, chào anh Vin. Em là Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Năm nay em là 31 tuổi rồi. Em làm đạo diễn, thường là những chương trình về ca nhạc, sự kiện hoặc là chương trình truyền hình. Một hồng một đỏ, ở đây em đen thui. Chị với em á bị lấn nước mà chị ở chứa đâu. Trình xuống đôi giày của Quang nữa kìa. Trời ơi, chết rồi. Kim Tuyến, ủa không phải, Kim Tuyến Gai. Thì anh Thuận rất là muốn biết cái mối tình của Nhân với Quang bắt đầu như thế nào. Tụi em gặp nhau ở một cái sự kiện ngoài Hà Nội. Sau Hà Nội thì tụi em có một cái chuyến đi chơi cũng vô tình gặp nhau ở Sapa vào cái đêm Noel. Dạ, có tuyết. Đó, thì nó hơi lãng mạn cho nó. Dạ. Vậy thì tuyết rơi thì sao Nhân? Lúc mà em gặp ổng á thì thật sự là ổng không phải gu của em. Gu của em là hot boy láng mịn, rồi phải lạnh lùng. Thì anh này lúc đó em gặp ảnh là ảnh bậm trợn lắm, đinh ốc tùm lum hết. Cái style rất là giang hồ. Mấy anh mà em thích á là phải im im, ít nói, mắt hấp hiêm đồ. Dạ. Ngồi nhìn sao mà mắt hấp hiêm lâu lâu. Nhưng Quang là cũng là thuộc ít nói mà đúng không? Từ ngày quen ảnh xong là ảnh nói hết phần em đó. Thì trên cái chuyến mà đi Sapa đó đó, mà em nhớ là 7 giờ sáng đi tới 7 giờ đêm mới tới Sapa. Thì coi như là em ngủ suốt, còn ảnh thì ảnh nói suốt. Thì em ngồi sau, Nhân ngồi trước. Thì em không biết làm cái cách nào để chú ý á, tại vì em cũng muốn tìm hiểu này kia. Thì em chỉ có cách là em chỉ nói thôi. Sau đó thì hai đứa sắp lá cà với nhau như thế nào? Người ta tuyết rơi lãng mạn, em sắp lá cà. Nghĩa là đợt đó là tụi em lên đó, tụi em thấy được tuyết của Sapa. Trời rất là lạnh, rồi đi ngoài đường là xe gắn máy thì phải che, mà giống như là che cái ni lông. Nguyên cái ni lông. Ngồi thì cô này cũng không có cạ nhiều, thí dụ cạ nhiều mình sẽ ấm hơn. Cái lâu lâu cũng cạ chút nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà rồi sau cái đêm đó thì sao? Thì tụi em vẫn mỗi người mỗi phòng. Tụi em rất là trong trắng. Xong cái vụ Sapa thì về Hà Nội thì em chưa có ý gì với ảnh hết trơn á. Nhưng mà ảnh cứ vậy ảnh đi theo em hoài. Nhân ở đây ở Hà Nội mấy ngày để anh đổi vé nữa lại với Nhân. Lúc mà mới quen là em nói em quen anh là cho vui thôi nha, qua đường đó chứ em không có ý gì đâu. Là định quốc ngựa Duy Phong đó anh. Em là giống như qua dạy bên đường. Dạ em được cái là nó giả ngây ngô hay lắm anh. Có nghĩa khi em cưới về mới biết vợ em nó khôn như thế nào. Còn trước đó thì em nghĩ nó em lúc nào cũng em không biết gì trơn á. Coi như từ Sapa là đêm hôm đó xong em về Hà Nội, đúng không? Rồi chồng em dụ em là ở mấy bữa. Rồi cái Hà Nội là đất của em mà, trai em ở đó hơi nhiều. Cái em hẹn ra cũng hình như là cũng đủ mặt á. Cái bạn dây cũ á, hẹn ra gặp em. Vậy đó. Nó gặp nguyên vàng luôn. Không có biết nhậu mà cũng ráng theo em đi ra quán nhậu. Cái tự nhiên ai cũng tưởng ổng bồ em trơn. Em dắt ra để cho ổng dạt qua một bên. Mà ai ngờ ổng thể hiện sao cái mấy ai người kia dạt hết. Bao lâu thì em chính thức làm chủ nhân của cái bông hoa màu đỏ kia? Thì cũng khoảng 2-3 đêm ở Hà Nội. Thì em thì về khách sạn đưa con này về thì em lên lấy cái ba lô của em gửi cho trợ lý em, mà trợ lý em thì là bóng bóng bang bang đó. Là thích em. Dạ đó. Thì rủ em vô. Có Nhân chứ không là em qua nhìn cơm ao luôn chứ đâu ngồi đây đâu. Thì trong lúc em lánh nạn thì nó là sự vô tình, em không có tính toán luôn. Nhưng em gọi điện cho thằng em đến rước mà nó lâu quá. Đợi hồi con này ngủ hồi không hay luôn. Thì cổ ngủ thì em cũng ngủ luôn, hai đứa cũng hơi ngủ cũng chả làm gì hết. Mà đêm ấy ngủ. Dạ đêm đầu tiên của em rất trầm sáng. Rồi đêm thứ hai. Dạ. Đêm thứ hai em vẫn ngủ ở trong căn phòng đó để lánh nạn tiếp. Dạ đúng rồi. Có lánh nạn không? Dạ mặc dù bão đó hết nhưng mà em vẫn phải lánh nạn. Vẫn phải lánh nạn. Dạ. Đêm thứ hai là em được giải cứu đó chị. À là em bị giải cứu luôn hả? Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Em dễ dãi quá em nha. Em định cưỡi ngựa xem hoa chưa qua đường mà. Sau đó cái tình cảm của các em nó tiến triển như thế nào? Bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ tụi em cũng mất hết đã 2 năm 9 tháng. Anh được biết rằng là trước khi đám cưới á, em đưa Nhân đi rất là nhiều nơi trên thế giới đúng không? trước khi Nhân gặp em thì Nhân cũng ít đi, tại vì bận quá, cô này cô làm việc liên tục. Em thì thích đi du lịch, với lại em cũng coi đó là cái mà để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Thì cổ cũng ra một cái lời thách cưới là nếu mà anh dẫn em đi được 20 nước thì em cưới anh. Thì anh nghĩ 20 nước mà trong 2 năm này em phải bào cỡ nào? Rồi bây giờ là đã có em bé rồi. Dạ đúng rồi, em bé 4 tháng. Dạ. 4 tháng. Ở với nhau được 2 năm 9 tháng. Nhìn nhau vẫn còn tình tứ quá. Dạ. Vậy Quang có tật xấu gì không em Nhân? Nhiều chứ. Nhiều lắm á. Anh nói nhiều kinh khủng luôn. Vậy hả? Dạ. Em nói chị nghe là chị cứ nghĩ cái đêm đầu tiên đi là vô là phải làm gì đúng không? Như ông nói tới sáng luôn á. Là đêm thứ gì ông mới làm đúng không? Đêm thứ nhất là ông nói thôi. Dạ. Đó nghĩa là em thôi, em làm đại đi để cho mít nói đúng không? Anh giờ anh nói về là đúng á. Sáng em dạo lâu quá anh hiểu không? Bà xào luôn. Sân ngồi xào luôn rồi đi. Thôi đừng nói nữa, xào luôn. Đúng rồi. Đó thì anh biết em thì hai đứa ngủ chung sáng dậy ổng nói tiếp. Ổng nói mà ổng còn vậy nè. Em hiểu không? Rồi cứ dạy là hai người phải muốn hòa hợp với nhau thì phải sao. Ủa cái gì kỳ á? Ủa em đâu có định làm gì vậy anh đâu. Mình ném đá vào đường á. Dò đó. Nhưng mà anh cứ vậy đó, anh cứ đều em ông nói riết. Qua khỏi nói nữa rồi làm luôn. Ông có nó sợ ngủ giống như cái chuyến xe mà hành ở Sapa đó. Nó mừng cho rồi chứ để ngủ. Con bé thì mê ngủ, còn thằng này thì mê nói nên con bé nó. Ông chạy xe ông chở ông đi ăn mà ông cứ quay lại ông nói hoài. Nửa tiếng chưa về tới nhà ông cứ quay lại ông nói chuyện. Nói nhiều. Cái này em nghĩ là nên chia sẻ, có nghĩa là hai cái kỹ năng mà rất cần cho những người phụ nữ và những người đàn ông luôn, đó là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng động viên. Có nghĩa là qua cái chuyện của em á, thì em mới thấy được Nhân là người rất kiên nhẫn để nghe em, trong khi đó em không tìm được ai nghe em. Không tìm được ai nghe em. Và cô này rất hay khen anh giỏi quá, anh đẹp trai quá, em mê đó, anh to quá, anh khỏe quá. Bà ngày nào cũng khen. Thì bà cứ khen suốt về, tự nhiên người mình lúc nào nó cũng không có xâm nhung, bộ thận mình cũng khỏe như thường. Đôi lúc đàn ông thì trong nhà họ không được khen nhiều và họ không được lắng nghe nhiều, thì họ mới ra ngoài họ tìm người lắng nghe. Cái ở ngoài mấy cô đó thì chẳng hạn như là cứ khen đấy, anh là số 1, anh là rất là dai, anh là rất là dẻo, kiểu vậy. Thì ai khen mình thích người đó. Còn về nhà bà vợ tầm bèo quá, kiểu mà cứ chê nhìn mặt, anh hiểu không? Cái gì nó cũng vậy, giống như vợ nấu cơm thì chồng cũng phải khen. Chứ không khen thì nhiều khi người ta không biết đâu, làm xong cũng chả được công nhận được, để làm gì. Cái đó nó là doping trong tình yêu đó. Ủa rồi sao rồi cuối cùng là có một tật xấu nó nhiều thôi, không còn cái tật xấu nào nữa hả? Ảnh rất là mê điện thoại. Không phải là mê điện thoại mà là mê công việc. Khi mà em làm việc thì em có một cái sự tập trung kinh khủng, nghĩa là ai nói gì cũng nghe, làm gì cũng nghe. Nhiều khi điện thoại gần hết pin luôn em cũng không biết. Từ 6 giờ sáng là ảnh có thể dậy, và cái thứ đầu tiên ảnh ra tới là cái điện thoại. Xong rồi là ảnh sẽ như dậy suốt ngày cho tới khuya, mà 10 giờ ok, rồi xong việc là lúc nào sợ tới giờ. Hỏi những cái chuyện ngộ quá, chuyện kệ người ta đi. Trời ơi, tôi cầm điện thoại hoài. Sau 10 giờ đó. Không có, sau 10 giờ là lăn ra ngủ rồi. 10 giờ là lăn ngủ rồi. Em ngồi kế bên cạnh ảnh, em kể một câu chuyện, hoặc là em thấy một cái hình gì vui vui em cần chia sẻ. Anh ơi coi nè, cái ổng cứ về em trong điện thoại của ổng không ngó qua. Khoảng 5 phút sau ổng chợt nhớ ra là hình như là em mới kêu ổng. Thì ổng quay qua, nãy em kêu anh gì vậy? Mất hứng còn gì nữa. Bình thường thì ảnh sẽ làm về nhạc cho các chương trình, thì sẽ cũng cộng tác với nhiều đạo diễn. Còn em mà ngồi làm với ổng là chỉ có khóc thôi. Lý do là ổng tại vì bà trả lương thấp quá anh. Ổng trả luôn á. Ngoài trả lương em cao hơn, bên này em làm em đâu được tính lương, nó phải khó chịu chứ gì. Mà lý do tại sao em phải khóc? Vừa không nghe lời vừa phản bác nữa. Dạ em thì chỉnh chu, nên em không làm gì qua loa được hết. Nếu mà đủ 10 gạch đầu dòng yêu cầu thì em bắt đầu mới tìm ra đáp án. Còn nếu mà chỉ có 2 gạch đầu dòng thì em không làm. Rồi còn gì nữa Nhân? Hết rồi anh. Còn tật xấu nữa không? Tao đang hỏi Nhân mà chận lại luôn. Hết rồi. Chưa tới em đâu nghe, chút nữa sẽ tới phần em. Từ lúc em có em bé đó thì nó sẽ có những cái chuyện rất là nhỏ thì, nhưng mà cảm giác giống như là ổng ham chơi, mình không nói, cái là ổng không có để ý. Thí dụ như là mỗi ngày đúng 6 giờ sáng là sẽ bưng con xuống cho bà nội. Thì cái chuyện đó nó chỉ có 3 bước thôi: bưng con, mở tủ lạnh ra, lấy bình sữa cho bưng xuống cho bà nội. Ngày nào cũng phải hỏi em là bình sữa để đâu em, trong khi bình sữa thì lúc nào cũng nằm trong tủ lạnh. Em nhớ cái lần đó là cái chuyện mà hút sữa ra mà để dành cho con đó, thì thật sự đó là rất là quý sữa. Thì em mệt quá em mới nói là anh ơi, anh nhớ đem sữa xuống bỏ tủ lạnh. Ok, 4 tiếng em thức dậy, bình sữa còn ở ngoài, hư mất tiêu. Rồi em giận kinh khủng luôn, không biết, giận điên luôn á. Có nghĩa là coi như là hay lơ là. Yeah. Rồi hết anh chưa? Anh đừng hỏi nữa. Tân Quang nè em. Tính em không muốn kể xấu cho vợ em. Ôi, em để anh. Rồi, em để anh đâu ghê em sẽ nói. Tính cô này thì cô chỉ thích chơi game. Đó cũng là cái máy điện thoại. Thật sự cái thời gian cầm điện thoại ít hơn cổ. Bả chỉ thấy được em cầm điện thoại chứ bả không thấy được bả cầm điện thoại. Rồi còn gì nữa? Cô này cũng tham việc cực kỳ, tham công tiếc việc, là làm đến cái ngày mà đi đẻ cũng còn làm. Có bầu còn có khoảng 5 ngày đẻ vẫn làm việc được. Bật phải tham lên, bên kia làm bên này điều khiển, làm việc từ sáng đến tối. Mình xong việc á là bắt đầu đi bệnh viện 3 ngày nằm, có nhấc cái lưng lên không nổi. Ai cũng ham công tiếc việc hết, đúng không nào? Thì anh thấy á, mình làm nhiều thì mình phải xả stress bằng chơi game, đúng không anh? Có lần đó em với ảnh đang ở Tây Ban Nha, đang đi chơi, cái em chơi game, cái ổng kêu là em dẹp game đi, hai đứa mình đi ra ngoài, còn có mạng nữa để chơi, xong rồi đi. Ổng hỏi em vậy nè: bây giờ em chọn anh hay là em chọn game? Chị biết trả lời sao không? Em chọn game. Trả lời luôn, đóng cửa đi ra ngoài luôn, không biết làm gì luôn. Cái chuyện mà điện thoại đó không phải là chỉ của vợ chồng em đâu, gần như bây giờ là vấn nạn của tất cả các gia đình luôn á. Chia sẻ luôn, có nghĩa là mình mở mắt ra một cái đầu tiên á mình để tâm tới phải là cái điện thoại trước. Ngộ vậy đó, là cái tay nó gần như là một quán tính luôn rồi, là cái tay cầm cái điện thoại. Mà chị cũng vậy, mà ông xã chị cũng vậy luôn. Chị đi làm này nè, chị còn bỏ đi được nha chị, nhưng mà với ông này là không luôn. Trong chương trình nè, ngơi ra một cái thôi là Bin phải cầm cái điện thoại liền. Đó, ông này cái liều lượng của ông còn dễ sợ hơn chị nữa. Nếu mà mình nói để mà mình thay đổi cái tập quán đó, cái thói quen đó đó thì nó rất là khó. Chị mới nhớ lại là bây giờ con nhỏ gái của chị luôn, mới đây thôi là lúc nào nó phải cần đến chị. Nhưng mà gần như là bây giờ khi nó lớn lên, bắt đầu nó biết sử dụng điện thoại rồi, là có những lúc bên mình nó quên mình. Nó quên mình chỉ đến khi nào nó bệnh hay khi nào mà bắt đầu nó ngủ á, thì lúc đó nó mới mẹ ơi, nó cần đến mình. Rất là kinh khủng, rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm luôn. Thành ra là mình cũng chỉ biết chia sẻ với nhau thôi, chứ mình cũng khuyên được. Tại vì mình cũng vậy, mình khuyên ai? Bây giờ sống trong cái thời đại công nghệ này, mình không thể lạc hậu được. Mình phải tiếp cận với tất cả những cái thay đổi, những cái tiến bộ của mọi việc xung quanh bằng cái smartphone đó của mình. Nhưng ở một khía cạnh nào đó mình cũng phải tự biết tiết chế. Chúc cho Quang và Nhân hạnh phúc nha. Rồi, xin chào. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình nha.